Luật sư Triết Võ xin kính chào quý vị và các bạn. Trong cái video này, Triết xin trả lời cái câu hỏi là guardianship là cái gì? Guardianship tiếng Việt của mình là giám hộ. Thì một cái hồ sơ giám hộ là cái gì? Tại sao mình cần giám hộ cho những đứa nhỏ dưới 18 tuổi? Ở luật California đó, guardianship nó có hai loại, nó chia ra hai loại. Loại thứ nhất là guardianship of the person, là giám hộ lo về cái phần chăm sóc mấy đứa nhỏ. Và cái loại thứ nhì là guardianship of the estate, có nghĩa là giám hộ về tài sản và tài chánh cho mấy đứa nhỏ. Hai cái nó khác biệt. Khi mà mình nộp đơn xin tòa cho mình cái quyền để mình làm giám hộ, thì mình trên cái đơn mình phải viết rõ ràng là mình xin làm giám hộ để chăm sóc mấy đứa nhỏ, hay là mình xin làm giám hộ để quản lý cái tài chánh của mấy đứa nhỏ, hoặc là mình xin cả hai, vừa chăm sóc mấy đứa nhỏ và vừa quản lý cái tài chánh của mấy đứa nhỏ. Khi mà mình nói tới cái quan hệ giữa ba mẹ với con của mình, thì lúc nào mình cũng có cái mặc định đó là mình là guardianship of the person của mấy đứa con mình. Cái đó là luật nó by default đó, là mặc định là ba mẹ có cái quyền đó. Tại vì mấy đứa nhỏ dưới 18 tuổi, mình có quyền mình chăm sóc, mình lo lắng, mình lo ăn, lo uống, lo quần áo cho tụi nhỏ, lo tụi nó đi học hành, lo sức khỏe cho tụi nó. Còn về tiền bạc, về tài chánh, về tài sản của tụi nó. Thí dụ như là ông bà qua đời và ông bà để lại một số tiền cho con của mình, thì theo luật con của mình dưới 18 tuổi nó không có cái power để nó nhận cái số tiền đó, thì nó cần một cái người gọi là người giám hộ về tài chánh, hoặc là người giám hộ để quản lý cái tài chánh và tài sản của nó, để nhận cái số tiền đó và quản lý cái tài sản đó cho nó. Thì mặc dù ba mẹ mặc định là cái người guardianship, cái người guardian of the person, là cái người giám hộ để chăm sóc tụi nó, nhưng mà ba mẹ không có cái quyền làm giám hộ về tài chánh hay là tài sản cho mấy đứa nhỏ. Thì khi mấy đứa nhỏ mà nó được thừa hưởng cái tài sản từ ông bà đó, thì ba mẹ phải ra tòa xin phép tòa để được có cái quyền giúp mấy đứa nhỏ giữ tiền và quản lý cái tiền đó cho mấy đứa nhỏ. Thì khi mình xin phép tòa đó, thường thường nếu mà mình là ba mẹ thì tòa sẽ cho mình cái quyền để mình giữ tiền và mình quản lý cái tiền đó cho mấy đứa con. Và tòa bắt mình làm một trong hai điều. Khi mà mình nhận số tiền đó và mình giữ cái số tiền đó đó, một trong hai điều. Thứ nhất, mình có muốn mua một cái bond, là cái insurance, là một cái bảo hiểm. Cái bảo hiểm ở đây đó để bảo vệ cái tiền đó của mấy đứa nhỏ. Tại vì tòa nó sợ đó là thí dụ ba mẹ mà giữ tiền của mấy đứa nhỏ mà lạm dụng cái quyền của họ đó, họ lấy cái tiền họ xài mất, thì mất tiền của mấy đứa nhỏ nó đâu, nó làm cái gì được. Thì tòa nói nếu mà ba mẹ muốn có cái quyền tự do để có thể rút tiền ra xài cho mấy đứa nhỏ, để có thể rút tiền ra dẫn tụi nhỏ đi vacation, vân vân và vân vân, mà không cần phải xin phép tòa đó, thì ba mẹ phải mua một cái bond.
nó gọi là guardianship bond. Để nếu mà ba mẹ mà có xài quá cái tiền đó và mất tiền của con đó, nó có thể mướn luật sư để nó kiện ba mẹ, thì cái hãng mà nó bán cái bond hay cái insurance đó, nó sẽ trả tiền cho con, cho trả tiền lại cho con, bồi thường lại cho con. Còn nếu mà ba mẹ không có muốn mua cái insurance hay mua cái bond đó, thì ba mẹ phải mở một cái blocked account để bỏ tiền vô trong đó. Thì cái blocked account này đó, nó không cho phép ba mẹ có thể rút tiền ra, không có cái tự do để rút tiền ra để xài cho con. Mà mỗi lần muốn rút tiền ra để xài, dùng một cái số tiền để dẫn con đi vacation, hoặc là con nó 16 tuổi rồi, nó muốn một cái xe, mình có thể mình rút tiền ra để mua xe cho nó, thì mình phải ra tòa, mình nộp đơn vào tòa, mình xin phép tòa cho mình rút một cái số tiền 15.000, 20.000 để mình mua cái xe cho con. Và tòa sẽ xem xét cái đơn của mình, coi nó có chính đáng hay không. Thì tòa, khi mà tòa ra một cái lệnh cho mình rút tiền, thì mình mới cầm cái lệnh đó, mình ra ngoài nhà hàng, ra ngoài ngân hàng để mình rút tiền. Còn mình bỏ tiền vô block account rồi, ngân hàng không có cho mình đụng tới cái số tiền đó, trừ khi mình có cái lệnh tòa. Thì Trick nói ngắn gọn cái guardianship là như thế nào. Nhưng mà nếu mà quý vị có một cái chi tiết gì quý vị muốn hỏi về hoàn cảnh gia đình riêng của quý vị có thể liên lạc với Trick, hoặc là quý vị có thể đánh trong cái phần comment ở dưới cái video. Và nếu quý vị thích, xin quý vị nhấn cái nút like ở dưới. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong những cái video kế tiếp. Trick xin chào.